Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022, nữ mạng sinh năm 1967, tuổi âm lịch 56 tuổi, sao Vân Hớn chiếu mệnh, mạng Thủy gặp mệnh Kim là tương sinh, thiên can tuổi Đinh gặp năm Nhâm là tương hợp, tốt. Thông tin gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng. Nữ giới sinh năm 1967 cầm tinh con dê, tuổi Đinh Mùi, có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 28 tháng 1 năm 1968 âm lịch. Với thiên can Đinh, địa chi Mùi, mang ý nghĩa là thất quần chi dương, dê lạc đàn, ngũ hành Thủy, Thiên Hà Thủy có nghĩa là nước trên trời, tương sinh với Kim, tương khắc với Thổ, cung mệnh nữ mạng là Cung Ly. Quý bà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là người phụ nữ của gia đình, vợ hiền dâu đảm, người có tài nên thi cử đỗ đạt và làm công việc về trí óc như giáo viên, thương mại, kế toán. Tính tình làm việc chăm chỉ nên cuộc sống vững chắc, bình yên. Tính cách quý bà hiền hòa, nhân hậu nên được nhiều người yêu quý. Cuộc đời bạn mệnh thuận lợi làm ăn, tài lộc vững chắc nên không phải lo nghĩ nhiều. Về cuối trùng vận, được hưởng phúc lộc từ con cháu, gia đạo yên vui, cháu con thành đạt. Năm Nhâm Dần 2022, vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe của quý bà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ ra sao? Mời quý bạn theo dõi bài viết sau đây. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 tổng quan. Xét về tử vi tổng quan năm 2022 của nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mọi luận đoán đều dựa vào các yếu tố như ngũ hành bạn mệnh, can, chi, hạn tuổi, vận niên hay sao chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần 2022 là năm con hổ mạng Kim, bản mệnh của Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc Thủy, gặp mệnh Kim là tương sinh, địa chi Mùi gặp Dần là bình hòa, thiên can Đinh gặp Nhâm là tương hợp, rất tốt. Tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho thấy, nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cho hay, công việc làm ăn và xuất tiền cần thận trọng nên đầu tư vào sức khỏe. Trong năm, có thể sẽ có những chuyển biến tích cực nên năng giúp đỡ những người gặp khó khăn, tâm hướng thiện. Năm 2022, nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 bị ảnh hưởng bởi sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ nên ít nhiều tài lộc trăm năm bị ảnh hưởng. Cần cẩn trọng khi chi tiêu, tránh hao hụt, tiền mất tật mang. Trong cuộc sống cần tránh thị phi, những người mưu mô để vạn sự hóa lành. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Năm 2022, sự nghiệp có vẻ không mấy khởi sắc. Trong việc đầu tư, khuyên bạn mệnh cần thận trọng, có tính toán và kế hoạch rõ ràng để tránh đầu tư không hợp lý, không hiệu quả. Không nên mở rộng phạm vi làm ăn trong năm nay, tránh mọi sự khó hành thông. 2. Tài chính. Phương diện tài lộc trong năm 2022 của quý bà không được thuận lợi, đa phần tiền tài xuất vào đầu tư và chăm lo cho gia đình nên không quá dư dả trong năm nay. Bạn mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh bỏ lỡ nhiều dự định quan trọng. 3. Tình duyên, gia đạo. Khác với phương diện tài lộc, công việc, làm ăn năm 2022, gia đạo của bạn mệnh đón nhận nhiều tin vui, có thêm thành viên mới, dòng họ cũng có nhiều hỷ sự. Gia đình êm ấm, hòa thuận, hạnh phúc. 4. Sức khỏe. Sức khỏe của quý bà đã có tuổi nên cần chăm lo sức khỏe định kỳ phòng ngừa đau ốm. Khi xuất hành cần cẩn trọng xe cộ. Trong việc làm ăn cần cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh gây hại cho sức khỏe. Xem giao hạn của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022. Mời quý bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh Vân Hớn chủ vận khí không tốt về sức khỏe, công việc làm ăn đều dừng ở mức trung bình, tâm trạng mệnh chủ dễ bất an, lo lắng và dễ dính vào một số tranh chấp không đáng trong cuộc sống. Quý bà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 cần thận trọng lời ăn tiếng nói, chăm sóc sức khỏe là trên hết để vạn sự bình an, gặp hung hóa lành. 2. Hạn tuổi. Năm 2022, nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 gặp hạn ngũ mộ, chủ về hao tài và bất an. Do vậy, khi rút tiền vào đầu tư làm ăn, cần cẩn trọng, mua bán cần có giấy tờ uy tín để đề phòng tiền mất tật mang. Trong đầu tư kinh doanh, cần có chiến lược, định hướng rõ ràng để phòng bất trách, thua lỗ. 3. Tứ trụ. Thiên sinh, địa sinh. Nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, trong năm 2022, mặt công việc làm ăn dễ hao tốn tiền của và không được như ý. Tuy nhiên, mặt gia đạo lại vô cùng hài hòa, đón nhiều hỷ sự. 4. Vận niên. Mã trúng đao, ngựa chiến bị thương. Vận niên cho thấy mệnh chủ trong năm 2022 Nhâm Dần, quý bà cần lưu ý kiềm chế cảm xúc, tốt nhất là mũm mỉm che tai không can thiệp. Việc mạnh ai nấy làm, không màng thị phi thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Tử vi trong năm nay, bạn mệnh không nên xuất hành đi xa, nhất là đi đường thủy, công việc kinh doanh nên ổn định, tránh quyết định mạo hiểm vì vận hạn sẽ mạnh nhất vào thời điểm cuối năm. 5. Màu hợp tuổi. Năm 2022, nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Để giảm bớt năng lượng tiêu cực từ vì sao này, bản mệnh có thể sử dụng màu đen, xanh nước biển để gặp nhiều may mắn hơn. Tìm hiểu kỹ hơn về mệnh thủy hợp với màu sắc nào, tại mệnh thủy hợp màu gì. 6. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc Cung Ly, Đông Tứ Mệnh. Hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: Đông, sinh khí; Bắc, diên niên; Đông Nam, thiên y; Nam, phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Từ xưa gặp vận khí không tốt về sao chiếu mệnh, hạn trong năm thì dân gian thường hay dâng sao giải hạn để hóa trừ năng lượng tiêu cực. Để hóa giải hạn ngũ mộ, gia chủ cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, tránh xa những người mưu mô, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hay cờ bạc. Khi đầu tư làm ăn nên chọn đối tác, sản phẩm có uy tín, giấy tờ hợp lý rõ ràng, tránh hao tài tốn của. Hạn chế cho người khác ở nhờ tại nhà, nếu bắt buộc thì cần cẩn thận phòng trừ trộm cắp, bất lợi cho gia đình. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ những vận xui rủi do sao hạn gây ra trong năm 2022, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như vòng tay đá tự nhiên, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, gặp những điều tốt đẹp, gia đình hòa hợp, con cháu thành đạt thì nên làm nhiều việc thiện nguyện. Đồng thời, hãy đeo mặt Phật Như Lai Đại Nhật bên mình để được che chở, Đức Phật chứng giám lòng thành. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen thuộc hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành kim bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!